Kính thưa các khán thính giả của Phòng Tản Mạn, trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới các bạn một số diễn biến mới xoay quanh vấn đề quân cảng Riem của Campuchia. Trong những ngày gần đây, quân cảng Riem lại tiếp tục trở thành tâm điểm trong quan hệ ngoại giao Mỹ, Trung Quốc và Campuchia. Tại cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Australia Penny Wong hôm 7 tháng 6, Phó Thủ tướng Campuchia Prachokhon đã tuyên bố rằng việc Trung Quốc sử dụng một phần quân cảng Riem của nước này là cáo buộc vô căn cứ. Tuyên bố được đưa ra sau khi tờ The Washington Post của Mỹ đưa tin ngày 6 tháng 6 rằng Trung Quốc đang bí mật xây dựng cơ sở hạ tầng ở Riem để sử dụng độc quyền. Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Phay Sin Phan cũng khẳng định nước này không bí mật xây dựng căn cứ quân sự với Trung Quốc. Campuchia sẽ không cho phép quân đội Trung Quốc sử dụng độc quyền hoặc phát triển địa điểm này thành căn cứ quân sự, ông nói. Một ngày sau ngày 8 tháng 6, Đại tướng Tè Bành, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia cùng Đại sứ Trung Quốc Vương Văn Thiên đã tham gia lễ động thổ dự án hiện đại hóa quân cảng Riem. Trung Quốc và Campuchia đã trở thành những người anh em son sắt, Đại sứ Vương nói tại buổi lễ. Quân cảng Riem dự kiến sẽ có một ụ nổi để sửa chữa tàu, cầu cảng mở rộng, bệnh viện, nhà xưởng và một tòa nhà tiếp khách. Dự án nâng cấp cơ sở được thực hiện bởi tập đoàn luyện kim Trung Quốc MCC. Công ty quốc doanh này đã ký thỏa thuận hợp tác với Campuchia vào năm 2016. Quân cảng Riem nằm ở tỉnh Sihanoukville bên bờ vịnh Thái Lan, nhìn ra Biển Đông. Nhiều năm qua, hàng loạt đồn đoán đã lan truyền về cơ sở này. Ví dụ như việc Campuchia đã cho Bắc Kinh thuê quân cảng Riem trở thành căn cứ của Hải quân Trung Quốc. Vấn đề này đã khiến quan hệ Mỹ-Campuchia trở nên vô cùng căng thẳng, mà đỉnh điểm là cuối năm 2021. Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia vì lý do nước này tiếp tục cho phép Trung Quốc mở rộng sự hiện diện quân sự. Điều này đã khiến chính quyền Thủ tướng Hun Sen nổi giận, ra lệnh loại bỏ và tiêu hủy toàn bộ vũ khí Mỹ trong biên chế. Dù vậy, theo giới phân tích, lệnh cấm vận này cơ bản không ảnh hưởng tới sức mạnh của lực lượng vũ trang Campuchia, khi mà lực lượng này từ lâu đã chuyển sang sử dụng vũ khí Nga và Trung Quốc. Các trang bị của Mỹ chiếm số lượng rất ít và chủ yếu niêm cất trong kho vũ khí. Cơ bản, các lệnh cấm vận của Mỹ chỉ mang tính gây sức ép chính trị ngoại giao khi Campuchia cho phép Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự ở nước này. Truyền thông Mỹ cho rằng, thỏa thuận liên quan tới quân cảng Riem sẽ giúp Bắc Kinh tăng cường khả năng tiếp cận Biển Đông, đồng thời đánh dấu bước mở rộng ảnh hưởng quân sự và kinh tế đáng kể của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Giới chức Mỹ cũng nhiều lần bày tỏ quan ngại cáo buộc Campuchia thiếu minh bạch trong thỏa thuận với Trung Quốc. Chúng tôi và khu vực kêu gọi Campuchia minh bạch hơn về các hoạt động của Trung Quốc. Sự thiếu minh bạch gây lo ngại, hoài nghi giữa các nước trong khu vực, một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters. Tuy nhiên Campuchia bác bỏ mọi cáo buộc, nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không sử dụng độc quyền cảng Riem. Xin đừng quá lo lắng, cảng này quá nhỏ và thậm chí sau khi nâng cấp, nó không thể trở thành cơ sở có thể đe dọa bất cứ quốc gia nào, Đại tướng Tia Banh nói tại lễ động thổ. Các nhà phân tích cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá hết bản chất của thỏa thuận nâng cấp quân cảng Riem giữa Bắc Kinh và Phnom Penh. Chúng ta biết rằng Trung Quốc luôn mở rộng sức mạnh ra xa đất liền của mình, và để làm được điều đó, họ cần thiết lập một mạng lưới hậu cần phục vụ các tàu hải quân. Tiến sĩ Matthew Funayole từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS nhận xét. Trung Quốc mở căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouti, ven Biển Đỏ, năm 2017. Tuy nhiên, cơ sở này được cho là quá nhỏ so với mạng lưới căn cứ Mỹ thiết lập tại các nước đồng minh trên thế giới cũng như ở châu Á-Thái Bình Dương. Siliyi, chuyên gia quân sự tại Đài Loan, nhận định Bắc Kinh đã dành nhiều năm nỗ lực tăng cường ảnh hưởng và hiện diện quân sự ở nước ngoài. Xi cho rằng, tham vọng của Bắc Kinh là thiết lập một chuỗi ngọc trai từ Thái Bình Dương tới Ấn Độ Dương, gồm các cơ sở ven biển có thể cho phép tàu sân bay, tàu ngầm Trung Quốc cập cảng để tiếp tế trong các hoạt động xa bờ. Theo chuyên gia này, quân cảng Riem có thể là điểm dừng chân đầu tiên của tàu hải quân Trung Quốc sau khi ra khỏi Biển Đông. Những tàu này sau đó có thể ghé cảng Bangladesh rồi Sri Lanka. Tiếp đến, họ có thể tới Vịnh Ba Tư và Bắc Phi rồi đi tiếp tới Djibouti, ông nói.
Tạp chí The Diplomat cho rằng nếu hiện diện ở quân cảng Riem, Trung Quốc có thể sẽ sở hữu một hệ thống trung gian quan trọng trong mạng lưới hoạt động quân sự ở khu vực cửa ngõ kết nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương. Căn cứ Riem cũng có thể đóng vai trò là điểm dừng chân để Trung Quốc bảo vệ và kiểm soát các tuyến đường vận chuyển của họ ở eo biển Malacca, một điểm nghẽn có nhiều cấp biển và có ý nghĩa chiến lược đối với Bắc Kinh, do phụ thuộc vào việc nhập khẩu năng lượng qua eo biển này. Năm 2021, một báo cáo của chính phủ Mỹ về các động thái phát triển quân sự liên quan đến Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh đang theo đuổi những cơ sở quân sự bổ sung nhằm hỗ trợ sức mạnh hải quân, không quân, mặt đất, không gian mạng và cả vũ trụ. Tuy nhiên, Funayo Leo cho rằng Bắc Kinh có thể sẽ thận trọng trước bất kỳ động thái tăng hiện diện nào ở Campuchia. Họ biết rằng từ căn cứ sẽ gây ra nhiều lo ngại. Vì thế họ luôn cố gắng tránh cách diễn đạt như vậy, ông cho hay. Việc Campuchia đồng ý để Trung Quốc tham gia vào dự án cải tạo quân cảng Riem không phải là điều gây ngạc nhiên. Trung Quốc trước đó đã bơm hàng tỷ đô la vào Campuchia thông qua các dự án hỗ trợ phát triển, các khoản vay và cùng những giao dịch kinh doanh khác. Trong khi đó, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng việc Bắc Kinh tham gia dự án nâng cấp quân cảng Riem không đồng nghĩa với việc quân đội nước này sẽ được triển khai đến cơ sở đó. Vùng biển ngoài khơi Campuchia thuộc vịnh Thái Lan với độ sâu trung bình khoảng 50 mét là không đủ sâu để Trung Quốc khai thác hết sức mạnh hải quân. Trong khi đó, quân cảng Riem tọa lạc trong vịnh Kampong Som với mực nước chỉ sâu từ 5-10 mét. Khả năng Trung Quốc sử dụng tàu ngầm, một trong những vũ khí then chốt trong mọi hoạt động hải quân, cũng sẽ là không thực tế. Để đảm bảo khả năng tấn công, tàu ngầm phải hạn chế phát ra tiếng ồn và duy trì sóng điện từ thấp nhằm tránh radar phát hiện. Theo Chu Thần Minh, nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ và Khoa học Quân sự Yuan Vang ở Bắc Kinh, dự án xuất phát từ nhu cầu đối phó cướp biển và nâng cao năng lực hải quân của Campuchia, nước mong muốn được Trung Quốc chuyển giao tàu tuần tra và khinh hạm. Chu Thần Minh nói rằng việc nâng cấp cảng là cần thiết để những tàu này có thể neo đậu. Dù sở hữu vùng biển không phải quá nhỏ bé, lại nằm ở vị trí tương đối quan trọng, là cửa ngõ kết nối Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Hải quân Hoàng gia Campuchia bấy lâu nay là lực lượng nhỏ bé nhất khu vực Đông Nam Á, thậm chí lạc hậu hơn cả Hải quân Brunei. Tổng lực lượng chỉ có 4.000 người cùng 228 tàu bè, nhưng có tới 90% là cano, xuồng tuần tra nhỏ, trong khi các tàu cỡ lớn đâu đó chỉ có 10 chiếc. Hải quân Campuchia cũng không có tàu tên lửa, trang bị chủ lực chỉ là vài chiếc tàu tuần tra với pháo 37 ly. Hồi năm 2016, Campuchia đã đề nghị Trung Quốc bán hai tàu hộ vệ frigate trang bị tên lửa dẫn đường, nhưng Bắc Kinh không trả lời vấn đề này. Giới phân tích nhận định, dù mục đích của Trung Quốc khi tham gia nâng cấp quân cảng Riem là gì, quan hệ hợp tác ngày càng khăng khít giữa Bắc Kinh và Phnom Penh cho thấy Washington đang suy giảm ảnh hưởng trong khu vực. Những tuyên bố phản đối công khai thường xuyên của Mỹ đối với quá trình cải tạo quân cảng Riem cho thấy Washington thiếu đòn bẩy và mối quan hệ với Phnom Penh. Evan Lasmana, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Châu Á và Toàn cầu hóa thuộc Đại học Quốc gia Singapore bình luận. Colin Kaur, chuyên gia tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam ở Singapore cho rằng cách phản ứng của Mỹ khiến nhiều nước trong khu vực cho rằng Washington chỉ quan tâm đến họ vì Trung Quốc. Khi vấn đề Trung Quốc không còn là mối lo ngại với Mỹ, họ sẽ bị phớt lờ. Colin Kaur cho rằng nếu Mỹ muốn xây dựng niềm tin trong khu vực, Washington cần phải thể hiện chính sách nhất quán hơn và đưa ra những đề xuất hợp tác đa dạng thay vì chỉ tập trung vào vấn đề an ninh. Lasmana cũng đồng ý với nhận định này, nhấn mạnh cách phản đối của Mỹ với dự án hợp tác Campuchia-Trung Quốc ở quân cảng Riem hiện nay hầu như không thể mang lại sự thay đổi nào. Yao Tong, chuyên gia cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, đánh giá việc mở rộng hiện diện ở nước ngoài là con đường tất yếu với tham vọng trở thành siêu cường sánh ngang Mỹ của Trung Quốc. Trong quá trình này, Bắc Kinh sẽ tìm cách tránh những hành động khoa trương để không gây hoài nghi trong dư luận quốc tế. Các chuyên gia Trung Quốc dường như tin rằng khi Bắc Kinh dần dần mở rộng ảnh hưởng quân sự từ khu vực lân cận đến những nơi xa hơn, cộng đồng quốc tế sẽ quen với sự hiện diện ngày càng lớn của họ và dần có quan điểm tích cực hơn. Đây là cách những thay đổi trong cán cân quyền lực quốc tế diễn ra và được bình thường hóa, ông Zhao nói. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.